Bước 1 cho xe tiến lên, áp sát cách cửa chuồng 30-40cm, canh gương hậu ngang vạch cảm ứng thì dừng lại. Bước 2 đánh hết lái trái tiến lên, quan sát gương hậu trái, khi nào thân tạo góc 45 độ so với góc chuồng thì dừng lại. Bước 3 trả thẳng lái lùi vào quan sát gương hậu trái, lùi khi nào bánh sau chạm vạch trước chuồng. Bước 4 đánh hết lái trái, lùi khi nào thành xe song song với chuồng, thì trả thẳng lái, lùi khi nào hai bánh sau chạm vạch. Lúc này thành xe song song và hai bánh sau chạm vạch nhưng chưa báo bài, do thành xe cách so vạch cảm ứng quá 25cm. Tại là lúc bạn lùi vào bánh sau bên trái chưa chạm vạch mà bạn đã đánh lái trái lùi vào rồi. Bạn sửa trường hợp này như sau. Trả thẳng lái tiến lên một đoạn, đánh hết lái phải, lùi, nhìn gương hậu phải, khi nào bánh sau phải, cách vạch cảm ứng từ 15-20cm, thì bạn đánh hết lái trái, tiếp tục lùi khi nào thân xe song song với chuồng, thì dừng lại. Bước 5 đánh hết lái trái ra khỏi chuồng kết thúc bài.